Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Dịch kéo dài, kinh tế Việt Nam nguy ngập. Trong phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước vào sáng ngày 15 tháng 6 năm 2020, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đề xuất Việt Nam nên công bố hết dịch trong nước và cân nhắc mở cửa quan hệ thương mại với 17 nền kinh tế bên ngoài. Với tư cách là đại biểu Quốc hội, ông Nhân đã đề nghị công bố hết dịch viêm phổi Vũ Hán căn cứ vào 3 tiêu chí. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Thứ nhất là tỷ lệ người nhiễm trên 1 triệu người dân Việt Nam không quá 50 người, thực tế là 3,4 người. Thứ hai là tỷ lệ người đang điều trị không quá 1 người trên 1 triệu dân, tỷ lệ là 0,2 người. Và thứ ba là Việt Nam không có người chết do viêm phổi Vũ Hán. Theo ông Nhân, thời gian vừa qua, Việt Nam đã tích cực phòng chống dịch bệnh với những chỉ đạo sớm, kịp thời. Từng địa phương đã vận dụng và thực hiện chỉ đạo này nghiêm túc, linh hoạt, nên tổng số người nhiễm ở Việt Nam đến nay là 332 người. Con số này thấp hơn nhiều ngưỡng 1.000 người khi thế giới công bố dịch toàn cầu. Và thời điểm ông Nhân đưa ra đề nghị trên là tròn 60 ngày Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán trong cộng đồng. 7 bệnh viện chỉ còn 6 bệnh nhân dương tính. 97% bệnh nhân đã bình phục. Thế nhưng, chiếu theo luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm hiện hành, Việt Nam chưa thể công bố hết dịch viêm phổi Vũ Hán vì từ ngày 2 tháng 4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 66 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán từ nước ngoài trở về. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm hiện hành quy định 28 ngày kể từ khi bệnh nhân gần nhất được cách ly, không phân biệt các bệnh nhân này lây nhiễm từ cộng đồng hay xâm nhập từ nước ngoài. Các trường hợp này đều đến từ các chuyến bay bảo hộ công dân. 66 bệnh nhân ghi nhận đến nay đều được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán vào sáng ngày 15 tháng 5, tức là cách đây một tháng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Bộ Y tế nghiên cứu sớm đưa đề xuất việc công bố hết dịch. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp vào sáng ngày 15 tháng 5 khi đó. Nhưng việc này đã không thực hiện được do vẫn rải rác có các ca mắc từ nước ngoài trở về. Theo quyết định số 2/2016/QĐ-TT về quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, ngoài việc đáp ứng điều kiện quy định tại điều B khoản 1 điều 40 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, việc công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm phải đáp ứng các điều kiện như không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời gian nhất định cho từng bệnh. Và vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng đã ban hành quyết định số 07/2020/QĐ sửa đổi một số điều của quyết định số 02/2016 về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó, bổ sung thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với viêm phổi Vũ Hán, trước đây gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tại phụ lục, quy định thời gian ủ bệnh trung bình với thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành theo quy định số 02/2016/QĐ vào ngày 28 tháng 1 năm 2016. Cụ thể, bệnh viêm phổi Vũ Hán thuộc nhóm A, thời gian ủ bệnh trung bình là 14 ngày. Thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 28 ngày, tức là thời gian được tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế. Việc bổ sung viêm phổi Vũ Hán vào danh sách cũng như quy định và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới để có đủ cơ sở pháp lý làm căn cứ công bố hết dịch đối với dịch bệnh lần đầu tiên xuất hiện và cũng chính là những quy định này đã khiến Việt Nam chưa thể công bố hết dịch với bên ngoài trong thời điểm hiện tại. Bởi vậy mà ông Nguyễn Thiện Nhân mới sáng tạo ra khái niệm việc công bố hết dịch trong nước. Đây là hình ảnh 7 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong năm 2019. Cùng với đó, ông Nhân đề xuất cần lập chương trình giám sát mở cửa với 17 nước. Theo ông Nhân, Việt Nam có quan hệ thương mại với nhiều nước, nhưng chỉ 17 nước và vùng lãnh thổ là đối tác quan trọng nhất. Họ chiếm tới 90% đầu tư nước ngoài, 80% thương mại quốc tế và 80% du khách tới Việt Nam. Việt Nam cần lập trình giám sát mở cửa với nước này theo lộ trình thỏa thuận hai bên một cách thận trọng. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng hoàn toàn có cơ sở làm điều này vì từ tháng 5 đến nay, 10 trong số 17 nước và vùng lãnh thổ không còn dịch bệnh ở tiêu chí 10 người đang điều trị virus trên 1 triệu dân. Như vậy chúng ta cần phân công cụ thể mở cửa với 10 nước là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Đức, Úc, quần đảo Virgin thuộc Anh.
Ngoài ra, ông Nhân còn cho rằng 7 nước khác gồm Ấn Độ, Mỹ, Nga, Singapore, Hà Lan, Indonesia, Malaysia hiện chưa an toàn nhưng cần theo dõi, và khi họ an toàn thì thiết lập mở lại quan hệ với họ ngay. Đề xuất của Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng với các chỉ số thống kê đáng báo động do dịch bệnh gây ra. Đây là hình ảnh công nhân công ty giày da Chí Hùng tại Tân Uyên, Bình Dương đình công vào hồi cuối tháng 5 vừa qua. Truyền thông trong nước cho biết dự báo đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm nay có thể giảm 30% so với năm 2019. Du lịch giảm tới 50% và thương mại quốc tế giảm 18%. Thống kê sơ bộ của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đến giữa tháng 4 có 101.982 người lao động trong các doanh nghiệp phải nghỉ việc không lương, thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, bị mất việc làm. Còn theo báo cáo hôm 13 tháng 6 của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 5, thành phố có 37 doanh nghiệp gồm 7 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 30 doanh nghiệp lữ hành nội địa xin ngừng hoạt động. Các khách sạn trên địa bàn chỉ có khoảng từ 10 đến 20% phòng sáng đèn. Cũng tại Bình Dương, một trong những tỉnh có nhiều nhà máy, khu công nghiệp nhất cả nước, tính riêng quý 1 năm 2020 đã có hơn 20.000 người đến nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp. Tại một hội thảo vào hôm 12 tháng 6, ông Trần Thanh Hiền, trưởng ban tài chính kế toán của Vietnam Airlines, nói hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng rất xấu từ tháng 8, nếu không được chính phủ hỗ trợ thì sẽ cạn tiền. Theo ông Hiền, Vietnam Airlines dự kiến lỗ khoảng từ 15.000 đến 16.000 tỷ đồng trong năm nay. Với quy mô hiện tại, hãng lỗ khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi tháng nếu không bay. Và tình trạng thất nghiệp tạo ra nguy cơ lớn về bất ổn xã hội. Hồi cuối tháng 5, hơn 8.000 công nhân của công ty Chí Hùng gồm có 100% vốn của Đài Loan tại Bình Dương đã biểu tình đòi quyền lợi mà theo truyền thông Việt Nam là do hiểu lầm, lo ngại mất quyền lợi với sự kích động của một số đối tượng. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng với lộ trình mở cửa từng bước, Việt Nam có thể khai thác thị trường nước ngoài và khuyến khích đầu tư trong nước. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Cùng với quan điểm trên, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Quốc hội bổ sung một nghị quyết riêng hoặc đưa vào nghị quyết chung về phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nói cần rất thận trọng bởi làn sóng dịch thứ hai vẫn đang treo lơ lửng ở nhiều quốc gia. Trung Quốc cũng đang có dấu hiệu bùng phát dịch trở lại ở một số nơi, ông nói. Vào ngày 15 tháng 6, nhà chức trách của Trung Quốc cho biết nước này hiện đang phong tỏa thêm 10 khu vực phụ cận ở Bắc Kinh để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của viêm phổi Vũ Hán từ ổ dịch mới liên quan đến một chợ thực phẩm. Trước đó, ngày 13 tháng 6, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định phong tỏa một phần thủ đô của Trung Quốc. Khu vực bị phong tỏa bao gồm 11 khu dân cư ở quận Phong Đài, phía nam thành phố, một khu chợ bán thực phẩm ở Tân Phát Địa, cũng là một chợ bán hải sản cũng bị đóng cửa. Chính quyền thủ đô của Trung Quốc cho biết, tại chợ Tân Phát Địa có những tấm thớt dùng để cắt cá hồi nhập khẩu bị nhiễm virus. Và nhiều tỉnh thành cũng ban hành lệnh cách ly với người dân thủ đô. Như vậy, sau 2 tháng tình hình lắng dịu về mặt dịch tễ, giờ đây người dân Bắc Kinh lại bị xa lánh. Đến lượt dân thủ đô phải bị cách ly trong 14 ngày khi họ đi về các tỉnh khác. Và cho đến ngày 16 tháng 6, phát ngôn viên của chính quyền Bắc Kinh đã phải đưa ra lời cảnh báo tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán tại Bắc Kinh là cực kỳ nghiêm trọng. Đây là hình ảnh khu chợ thực phẩm Tân Phát Địa, Bắc Kinh được cho là nơi phát hiện ổ dịch mới đã bị đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát từ sáng sớm ngày 13 tháng 6. Chính quyền thành phố Bắc Kinh vào hôm 16 tháng 6 vừa thông báo có thêm 27 người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán trong vòng 24 giờ. Nâng tổng số ca nhiễm mới trong 5 ngày qua lên 106. Trước báo giới, phát ngôn viên Tòa Thị Chính tuyên bố Bắc Kinh đang lao vào một cuộc chạy đua với thời gian để chống virus corona chủng mới và thủ đô Trung Quốc phải thi hành các biện pháp nghiêm ngặt hơn, cương quyết hơn và mang tính chất quyết định hơn. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 15 tháng 6 cũng cho biết đang theo dõi rất sát sao tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh và đã nêu ra khả năng gửi thêm các chuyên gia đến thủ đô Trung Quốc trong những ngày tới. Ông Wu Shunyu, nhà dịch tễ học của Trung Quốc kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc CDC cho biết Bắc Kinh sẽ sớm khoanh vùng được ổ dịch và khoảng thời gian từ giờ cho tới ngày 18 tháng 6 sẽ quyết định quy mô của đợt bùng phát này. Trên đài truyền hình của nhà nước CCTV tối ngày 15 tháng 6, ông Su Vung Hiu cho phát biểu như sau. Các biện pháp kiểm dịch tại Bắc Kinh là kịp thời và hiệu quả. Những người nhiễm viêm phổi Vũ Hán có thể xuất hiện các triệu chứng trong 2 ngày tới.
nếu số lượng ca nhiễm mới không tăng nhiều, có thể nói dịch bệnh về cơ bản đã ổn định. Và như vậy, 3 ngày tới là thời điểm mang tính chất quyết định kiểm soát ổ dịch viêm phổi Vũ Hán mới ở Bắc Kinh. Là nước có đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, hai bên lại có mối quan hệ kinh tế, chính trị chặt chẽ. Việt Nam cũng cần hết sức cẩn trọng trước tình hình tái bùng phát dịch bệnh tại Trung Quốc. Và điều này có thể lặp lại tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 với bản tin Dịch kéo dài, kinh tế Việt Nam nguy ngập. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.